Em chào các bác. Clip này em xin phép các bác được test riêng bộ kéo đầy bộ ba, gồm có một con bao, một con dề và một con tu lơ. Bộ piu lơ 1525 mã. Em test riêng cho bác Dũng để em gửi về Nam Định. Đấy, bộ ba này rất là đẹp các bác nhé. Hôm qua em quay quay trước rồi. Đấy, hôm nay clip này thì em xin phép test nhạc để em gửi cho bác. Và một giờ xe mới chạy nên là rất là thoải mái thời gian. Đấy. Bác nhớ điện 100V của em nhé. Em quay đằng sau. Cái này dây vướng đấy. Em quay đằng sau. Và em ghép test nhạc ở bộ 1525 mã cùng với cả đôi Onkyo Bass 31, Onkyo D77 Bass 31 màng carbon chung chép đôi. Đấy, và em test nhạc bộ 1525 mã trước khi chuyển đi cho bác. Đây, em lấy tín hiệu nhạc từ điện thoại luôn nhé. Các nhà cao tầng che hết. Xong hiếu bác về bác lấy cái dây điện bác cắm vào cái đít đằng sau ấy. Nó ghi cái chữ tu lơ em. Ok bác nhá, bây giờ em đóng hàng để em chuyển cho bác đi. Riêng tặng người yêu nụ hôn thơ.
sản phẩm của Thằng Long Yêu. Rất là cảm ơn anh.